Bác cá này về làm gì ngon, bác chế biến món gì ngon? Dạ. Nấu canh chua hả? Nó lẩu hả? Bông điên điển đâu? Bán cái này có bán kèm bông điên điển nữa. À, kho lạc. Chào quý vị. Mình đang ở chợ Hòa Bình ở trung tâm quận 5. Chợ này là nằm dọc theo đường Võ Văn Kiệt, có cái dọc bên bờ kênh, là một trong những chợ truyền thống ở lâu đời của Sài Gòn. Mời quý vị vào tham quan nha. À, đây là mặt tiền của chợ Hòa Bình. Đây là đường Bùi Hữu Nghĩa. Dạ. Phía bên góc bên kia là đường Bạch Văn nha. Ở trong rất là nhiều những đường. Giờ là 7 giờ sáng. Cảnh buôn bán ở phía xung quanh chợ rất là tấp nập, nhất là ở đường Bạch Văn và đường Bùi Hữu Nghĩa mà rất đông đúc. Đây là ngã tư Bùi Hữu Nghĩa và Bạch Văn. Có một cái đặc trưng ở các cái chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh là ở trong thì rất là vắng, ở ngoài thì đông đúc nhộn nhạo. Đây là cái đường Bạch Văn là đường buôn bán là đông đúc nhịp, mà người ta tràn ra cả ngoài đường luôn. Như một cái chợ Tết bán các loại tôm cá, đồ khô, rau củ quả. Đây là một cái quầy bán đồ khô ở tại góc ngã tư đường Bùi Hữu Nghĩa và đường Bạch Văn. Và ở đây là những cái túi gia vị như tỏi, hành ta đã làm sẵn là những cái việc. Đó, quý vị thấy nó bán ngoài luôn. Ngay góc ngã tư. Đây là một cái điểm bán cá ở dọc ngoài đường Bạch Văn. Quý vị thấy mùa này là có cá linh nữa nè. Chị, cái này cá linh hay cá gì chị? Cá linh, cá linh. Dạ. Bao nhiêu một chục vậy chị? Bao nhiêu ký, quên lộn. 150 hả? Lộn nghe chục. Sorry. Cá Đồng Tháp lên á chị. Sao mùa này ở Đồng Tháp 10 là mùa nước nổi đó, ở chợ Hòa Bình vẫn có cá linh để ăn, dân Sài Gòn có cá linh ăn nè. Không có, tại cô điện cho cô điện cá gì cũng có thôi. Dạ. Bác cá này về làm gì ngon, bác chế biến món gì ngon? Dạ. Nấu canh chua hả? Nó lẩu hả? Bông điên điển đâu? Bán cái này có bán kèm bông điên điển nữa. Kho lạc. Kho miếng cũng ngon nữa hả? Dạ, kho miếng ngon lắm. Dạ. Bỏ tay miếng vô hả? Dạ, mình bỏ miếng ở dưới. Dằn miếng ở dưới, bỏ lên dạ, trên nè. Dạ. Kho lạc, chấm châu sấu. Dạ. Là càng bỏ nước không? Dằn miếng ở dưới là càng bỏ nước không? Dạ, cho một xíu nước. Chứ mình sẽ bán cái được kho lẹ lắm á. Dạ. Dạ, nó mềm lắm, mau chín. Ăn rất là ngon. Dạ. Bán đi chợ nó là cái này là về nấu lẩu với lại kho miếng nha. Cái cần con chân.
Và đây là cái kiến trúc của chợ, nhìn thấy có thể là cổ kính. Chợ được xây từ năm đầu những năm 1800 thì rất là lâu đời rồi. Ở đây là một cái kiến trúc của người Hoa. Đây là một quầy bán rau củ quả ở ngoài đường Bạch Vân, đó, phía xung quanh chợ. Đó, chúng ta có thể thấy là cái kiến trúc của chợ Hòa Bình nó rất là độc đáo, nó khác với lại chợ Bến Thành hay là chợ Tân Định. Đây là một quầy bán thịt heo quay, thịt heo quay ở ngoài chợ. Quầy bán đồ chả cá, cá chiên. Đây là một sạp cá ở ngay ngã tư Như Tâm với Bạch Vân nha quý vị. Ở đây quý vị có thể thấy là rất là nhiều loại cá, như cá linh tươi rói luôn, thấy không? Đó. Rồi cá lóc, cá rô, cá mó. Đặc biệt cá đồng nó nhiều. Mùa này là bắt đầu hồng trứng ở Đà Lạt về nhiều nha. Hồng trứng hồng giòn. Ở bốn góc của chợ Hòa Bình là có bốn chóp. Nó bao gồm một cái chóp có hai tầng. Giống như là hình lục giác như vậy. Bầu bí đỏ sơ su 15.000 ký, hồng trứng bao ngọt 15.000 ký chỗ luôn. Bầu bí đỏ sơ su 15.000 ký, hồng bao ngọt 15.000 ký chỗ luôn. Đó, đây là khung cảnh bên trong chợ phía sau lưng đường Như Tâm. Đây là khu bán thịt heo. Đây là cái hệ dầm để khiến
tạo nên cái chợ Hòa Bình, thì thấy là cái kiến trúc rất là độc đáo. Phía dưới những cái chốt mà ở xung quanh chợ thấy không? Mình là những cái dòng bắc qua. Đặc trưng của cái chợ Hòa Bình này là khu gần trung tâm người Hoa, cho nên bán nhiều cái món ăn thực phẩm mang bán những thực phẩm dành cho người Hoa nhiều. Đây là một cái quầy đồ chay, bán đồ hủ tiếu chay. Ở phía bên trong chợ thì có một cái khu ẩm thực rất là sạch sẽ. Thời điểm này là 7 giờ sáng cho nên mọi người đi chợ chưa có nhiều, nhưng mà hơi vắng. Phía trong chợ Hòa Bình thì có bán nhiều cái tàu hũ vàng. Này là nhuộm nghệ, này chị bán hàng nói là của người Hoa, món truyền thống. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Chúc quý vị đi chợ vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt. Yeah.